Chia tay với Hà Nội, câu chuyện tuyển sinh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gây sự chú ý không kém khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố này vừa công bố có tới 126 bài thi toán điểm 0 và gần 39.500 thí sinh đạt điểm trung bình trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua. Với các bài thi toán nhận điểm 0, gần như các em bỏ giấy trắng mà không làm bài. Một trong những nguyên nhân được các giáo viên lý giải đó là đề thi năm nay sát với thực tế, nhưng cách ra đề đổi mới khiến giáo viên chưa ôn tập kỹ cho học sinh. Còn đối với các thí sinh đề thi tuyển sinh lớp 10 có cả kiến thức các lớp 6, 7, 8 nên nhiều em chưa quen và chưa ôn tập kỹ nên dẫn đến điểm chưa được như mong đợi.